Xin chào quý vị anh chị nhà đầu tư vào ngày mùng 2 tháng 6 năm 2023 thì đã có một cái phiên giao dịch tăng trưởng rất là mạnh tăng giá rất mạnh đồng thời vì đó đó là cái khối lượng thanh khoản thì cũng đạt kỷ lục trong vòng 7 tháng qua tương đương với khoảng 17.000 tỷ đồng à, trước đây thì chúng tôi cũng đã làm rất nhiều về cái cổ phiếu ngân hàng đặc biệt là giai đoạn cuối năm 2022 khi mà thanh khoản của hệ thống lúc đó có vấn đề, ngân hàng SCB bị đưa vào diện kiểm soát. À, các cái cổ phiếu ngân hàng dù tốt dù xấu đều bị bán xuống với cái mức giá rất là rẻ. PB đâu đó thường dưới một, thậm chí có những cổ phiếu hàng đầu với PB chỉ bằng 0.6, 0.7 lần. Thì lúc đó chúng tôi cũng đã làm khá nhiều các cái nội dung, các cái bài viết về các cái ngân hàng ở trên đó. Nhưng mà thực sự là khi mà khó khăn quá thì uh, chúng ta nhiều người đa phần chúng ta thì cũng chỉ lo lắng đến cái việc là phòng thủ thôi thì không ai nghĩ đến cái việc đầu tư lúc đó bởi vậy rất nhiều người thì đã không để ý không quan tâm tuy nhiên thì khi mà có dấu hiệu đảo chiều về các cái chính sách kinh tế thì chúng tôi cũng chia sẻ nhiều thì đến nay đến tháng đầu tháng 6 thì các cái cổ phiếu đã được à, dòng tiền nó vào khá lớn và các nhà đầu tư lúc này mới đặc biệt quan tâm à, có trao đổi với chúng tôi rằng là những cái cổ phiếu nào tiềm năng đầu tư trong cái giai đoạn tới một cái giai đoạn rất có thể là thị trường chứng khoán quay trở lại mạnh mẽ thì chúng tôi sẽ làm cái nội dung năm cổ phiếu ngân hàng đáng đầu tư năm 2023 đến 2025 nhằm để cung cấp những cái thông tin những cái đánh giá khách quan về các cổ phiếu ngân hàng để anh chị tham khảo trong cái quá trình nghiên cứu của mình thì ở đây thì chúng tôi cũng không uh, chịu trách nhiệm về cái việc là lãi lỗ hay là việc mua bán của anh chị, đó là quyết định của mỗi người. Thì chúng tôi chia sẻ những cái nội dung kiến thức thôi. À, thì chúng tôi cũng đã làm rất nhiều nhiều các series về top 5, ví dụ như 5 cổ phiếu chứng khoán PB dưới 1 đã làm vào tháng 12 năm 2022, thực sự là làm tháng 11 thì đúng hơn. Thì đây ngày công bố của chúng tôi là 29 tháng 11 2022 thì giá chúng tôi lấy này ở đây là ngày 26 năm tháng 11 2022 ạ. Ở đây là chúng tôi ghi nhầm thì ở khi đó thì giá cổ phiếu BSI là 16.250 đồng, VietinBank, chứng khoán VietinBank 9.000, FTS là 16.900, MBS 12.300, VD là 11.250 đồng. thì giá trị sổ sách đây và PB nó rất thấp. và hiện nay thì các cái cổ phiếu này đều tăng tối thiểu là đâu đó khoảng độ 60% và có cổ phiếu tăng mạnh như là BSI đều tăng hơn 100% đúng không ạ? thì mời anh chị nếu muốn tham khảo những cái cổ phiếu chứng khoán anh chị có thể search trên chứng khoán TV ZFIN Việt Nam ở trên YouTube ấy. anh chị có lên YouTube top 5 cổ phiếu chứng khoán có PB dưới 1 là nó sẽ hiện ra rồi là tiếp theo thì chúng tôi cũng đã làm về uh, top 5 cổ phiếu bất động sản khu nghiệp trọng tâm năm 2023 thì thời gian chúng tôi làm thì vào tháng 12 năm 2022 thì trong đó thì chúng tôi làm về 5 cổ phiếu ví dụ NTC thì lúc đó giá đâu đó khoảng độ quanh 100 à, chưa chia cổ tức hay bất kỳ gì rồi ship thì giá đâu đó thì cũng tương đối thấp khoảng 70 70 đến 80. Hay long hậu thì lúc đó giá đâu đó khoảng độ mười mấy thôi, 17 18 đến 20. Hay Đồng Phú hay là Phước Hòa thì đấy là năm cổ phiếu bất động sản công nghiệp chúng tôi đã đạt thì anh chị mà quan tâm thì những cái cổ phiếu này ở trong nội dung clip vẫn còn vô cùng nhiều ý nghĩa để cho định hướng lâu dài thì các anh chị search là top 5 cổ phiếu bất động sản công nghiệp trọng tâm năm 2023 trên YouTube thì sẽ ra. Tiếp theo thì AZFIN cũng đồng thời làm vào cuối tháng 12 năm 2022 đấy ạ. Thì đó là năm cái cổ phiếu đầu tư công hưởng lợi 2023. Thì ví dụ như là VCG, Lycosi, PLC thì được hưởng lợi sớm hơn à, về cái câu chuyện là liên quan đến giải ngân đầu tư công thì những cái doanh nghiệp này hưởng lợi sớm hơn. Còn KSB và VLB thì sẽ hưởng lợi muộn hơn nhờ sân bay Long Thành. Thì sân bay Long Thành thì giai đoạn đầu thì mới chỉ là cái câu chuyện là giải phóng mặt bằng thì dĩ nhiên các doanh nghiệp đá chưa được hưởng lợi. Thì bao giờ đến giai đoạn thi công nền móng, hạ tầng thì bắt đầu KSB và VLB được hưởng lợi. Thì cái hưởng lợi của KSB và VLB nó phải là cuối 2023, thậm chí là bước sang 2024. Đúng, đấy thì những cái câu chia sẻ của chúng tôi về những cái nội dung này thì anh chị có thể xem lại ở trên kênh youtube chứng khoán tv azfin việt nam nhé rồi tiếp theo thì vậy thì năm lý do cổ phiếu ngân hàng vượt trội so với in, vn index trong tương lai là gì đó thì chúng tôi cho rằng là khi mà thị trường chứng khoán trở lại thì các cái ngân hàng sẽ vượt trội hoàn toàn so với chỉ số vn index và thực tế thì kể cả soi trong quá khứ từ lúc niêm yết đến hiện nay thì các cái ngân hàng vẫn vượt trội so với vn index tăng trưởng mạnh hơn rất nhiều thì lý do là gì thứ nhất đó là tăng trưởng của các ngân hàng là luôn cao thuộc dạng là top đầu của nền kinh tế với cái tăng trưởng khoảng 13 đến 15% tín dụng thì uh, chia sẻ cùng anh chị như này nó không những tăng trưởng cao mà nó còn có tính tăng trưởng ổn định cơ vì sao lại vậy bởi vì bất kể kinh tế khó khăn thì chúng ta thấy là các cái ngành khác bị ảnh hưởng rất mạnh đúng không? rất nhiều thực sự là như vậy nhưng mà nếu chúng ta xem vào ngành ngân hàng mà xem kinh tế khó khăn thậm chí người ta còn kích thích bơm tiền nhiều hơn cơ đúng không do đó là tăng trưởng tín dụng thì chưa bao giờ dưới 10% trong suốt quá trình lịch sử từ lúc có cái đo cung tiền, đo cái tăng trưởng tín dụng ở Việt Nam đến nay chưa bao giờ dưới 10%. Thế do đó ngành này luôn luôn tăng trưởng liên tục, à, trừ khi kinh tế không còn tăng trưởng nữa nó mới mới ngừng. Còn ở Việt Nam thì chúng ta đang là một nước phát triển, đang phát triển do đó cái tốc độ tăng trưởng cao. Bởi vậy tín dụng cũng sẽ duy trì ở mức cao 13 15% đến 2030. Thứ hai là cái hiệu quả sinh lời trên vốn chủ sở hữu ROE là 20% trên năm của năm 2022. 2023 có thể giảm một chút khoảng độ 19%. Thì đây là ROAE trung bình còn nếu tính ROE thực sự thì nó phải là ở mức khoảng độ 23% cơ. Thì nó cao gấp khoảng 2,5 lần so với phần còn lại niêm yết ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam có thể là nói là các cái doanh nghiệp còn lại thì ROE đâu đó trung bình chỉ 8% thôi. Đó ngành ngân hàng nó cao vượt trội như thế. Thì do đó rằng là với cái việc hiệu quả kinh doanh cao như vậy thì rõ ràng rằng là cái khả năng vượt trội so với các cái ngành khác trong VN Index là một chuyện hết sức bình thường. Thứ ba đó là kinh doanh uh, minh bạch, không giấu lợi nhuận thì khác với các cái doanh nghiệp khác. Thì đó là các cái ngân hàng họ không giấu lợi nhuận rồi anh chị Mà họ muốn ghi đúng thậm chí là một số ngân hàng còn bút quá ghi quá thì những ngân hàng chúng ta cần phải loại bỏ ra nhưng mà về cơ bản các ngân hàng họ ghi đúng quy đủ chứ họ không ghi thiếu lợi nhuận vì sao lại vậy bởi vì có lợi nhuận thì họ mới có tăng trưởng phát triển mạnh có lợi nhuận thì ở ngân hàng nhà nước mới có cho họ phép họ tăng trưởng tín dụng cao đúng không vốn chủ sở hữu tăng cao thế thành ra họ không giấu lợi nhuận như các cái ngành khác ví dụ bất động sản chẳng hạn thế thành ra cái câu chuyện tham nhũng ở trong đây thì nó không có nhiều có nhưng nó không nhiều đúng không ạ thì ngoài ra thì cái kết quả kinh doanh cũng thể hiện điều đó riêng quý 1 năm 2022 lợi nhuận ngành ngân hàng chiếm khoảng 67 6 80 phần của toàn bộ VN Index tức là chiếm 2 phần 3 thị trường trong khi có khoảng mấy nghìn doanh nghiệp niêm yết mà hơn 20 ngân hàng chiếm 2 phần 3 lợi nhuận đúng ạ đó cho thấy là một cái sự uh, lợi thế của nó đúng ạ một cái uh, hiệu quả cao của nó rồi tiếp theo thì cái cổ tức bằng tiền trong tương lai của ngân hàng sẽ cao Giai đoạn 2019-2022 thì ngân hàng nhà nước không cho các ngân hàng trả cổ tức tiền mặt Nguyên do là ở Việt Nam trước đây thì quản lý không được chặt cho lắm, Thì cái hệ số an toàn vốn của các ngân hàng là còn thấp so với khu vực Khu vực trung bình khoảng 16-18% Từ Việt Nam giai đoạn đó đâu đó chỉ có 9% Thì hiện nay đã nâng lên được khoảng độ gần 12% Thì do đó nhiều ngân hàng đã được phép trả cổ tức tiền mặt cao Ví dụ như ACB, VIP, Tiên Phong Banh, VP Banh, HD Banh MB và rất nhiều các ngân hàng khác nữa trong tương lai cũng sẽ trả cổ tức tiền mặt cao. Thì khi người ta trả cổ tức tiền mặt cao đúng không ạ? thì dĩ nhiên là thu hút được nhiều nhà đầu tư trong tương lai. Thứ, thứ năm đó là định giá cổ phiếu ngân hàng thì trong những năm gần đây thì uh, hấp dẫn với PE, PB thấp hơn trung bình rất nhiều. Trước đây thì ngành ngân hàng là một cái gì đó gọi là khủng khiếp lắm. Tôi nhớ năm 2007 khi người ta đi đấu giá cái cổ phiếu Vietcombank ấy, thậm chí người ta còn mua cái suất đấu giá lên đến vài trăm ngàn một cổ phiếu cơ. Đúng ạ, đấu giá vui tội vạ thì PE PB của ngành ngân hàng cao lắm. Thì giai đoạn sau đó thì niêm yết thì có cổ phiếu ACB là một cổ phiếu niêm yết đầu tiên của ngành ngân hàng. Thì rồi sau đó là có Sacombank vân vân thì khi đó là định giá những cái cổ phiếu ngân hàng nó cao lắm, cao hơn so với thị trường chung rất nhiều. PEPB cao hơn rất nhiều. Tuy nhiên thì gần đây là PEPB thấp hơn rất nhiều là nguyên nhân nó cũng không hẳn là ngành ngân hàng kém đi, thậm chí ngành ngân hàng ngày càng phát triển bền vững mạnh hơn, vượt trội hơn so với các doanh nghiệp khác. À, mà cái PEPB hồi tôi tôi có đầu tư thì ACB với STB còn cao hơn cả Vinamilk. Mà VNM giai đoạn đó là giai đoạn tăng trưởng thần kỳ. Đó cho thấy là ngành ngân hàng phải nói được nhà đầu tư đánh giá như này đúng không? Tuy nhiên gần đây vì sao định giá thấp đó là à, gần như toàn bộ các ngân hàng của chúng ta đã niêm yết trên sàn. Số lượng cổ phiếu cung đến hết quý 1 2023 đầu năm 60 tỷ cổ phiếu. Đúng không? Trong khi đó thì à, cái cầu thì nó thấp do số lượng nhà đầu tư ở Việt Nam rất ít. Đâu đó chắc chỉ 3% dân số thôi. Số lượng tài khoản mở là 7% nhưng thực tế số nhà đầu tư chỉ 3%. Đúng không? Và ở bên Mỹ thì nó có vài ngàn danh ngân hàng nhưng mà nó niêm yết rất ít. Nó để private rất nhiều trong khi nhà đầu tư ở Mỹ thì nó gấp mấy chục lần Việt Nam về cái tỷ lệ trên dân số thế do đó là cái cung cầu của Mỹ nó khác rồi bên cạnh đó thì các ngân hàng Việt Nam thì à, là những cái doanh nghiệp thuộc cái ngành nghề kinh doanh đặc thù thì khi thuộc ngành nghề kinh doanh đặc thù như vậy thì rõ ràng rằng là các cái ngân hàng ở Việt Nam thì bị khóa cái zoom ngoại đâu đó đến hết năm 2023 này là dưới 30% thậm chí rất nhiều ngân hàng thì khóa dưới 22% để họ khóa lại. Thì do đó là nước ngoài mua thì rất ít. Thì cái phần 70 80% còn lại, 70% còn lại nào nhà đầu tư trong nước cung cho nhà đầu tư trong nước. Thì khi đó cái cung cổ phiếu nó quá nhiều. Quá nhiều như vậy, cầu thì ít. Gây ra cái mất cân đối về cung cầu, từ đó giá cổ phiếu ngân hàng bị bán rẻ như cho, rẻ rất rẻ, đúng không? Tôi lấy ví dụ một cái doanh nghiệp to như FPT cũng chỉ có 1 tỷ cổ phiếu thôi. Đúng không? So với các cái ngân hàng uh, tốt to to một chút thì các cái ngân hàng đó số lượng cổ phiếu đâu đó toàn 3 tỷ, 4 tỷ thậm chí Vpbank mà chia xong cổ phiếu là lên đến gần 8 tỷ cổ phiếu cơ. Tức là gấp 7 8 lần. Em một ngân hàng thôi trong khi chúng ta có mấy chục ngân hàng niêm yết. Đúng không ạ? Mà FPT ví dụ niêm yết như vậy nhưng mà cổ đông lớn thì nắm hết rồi. Nhà đầu tư nước ngoài được nắm 49%, đúng không ạ? Thế thành ra cung bên ngoài ít thì được định giá cao hơn. Đó là cái lý do chính chứ không phải là vì ngành ngân hàng Việt Nam kém thì ngành ngân hàng làm sao mà kém hơn được ngành diệt may kém hơn làm sao được ngành xây dựng đúng không kém hơn làm sao làm sao được các cái ngành uh, khác cao su đúng không chăn nuôi vân vân nhưng mà bởi vì nó nhiều cổ phiếu quá đúng không còn về cái tính cao cấp hay là cái hoạt động chặt chẽ được kiểm soát chặt thì ngân hàng là top đầu thôi đúng không còn tiếp theo nói đến cái cơ hội là tức là nói đến cái cái tiềm năng thì tức là trong dài hạn thì có những lý do tăng vượt trội so với index trong dài hạn nhé. À, tuy nhiên nó cũng có những rủi ro ví dụ nợ xấu giai đoạn 2023 sẽ tăng cao, có thể từ 2024 giảm nhưng 2023 nợ xấu sẽ tăng cao và nhiều ngân hàng cũng nguy hiểm. À, tiếp theo là cung cổ phiếu thì như tôi đã chia sẻ trên quá lớn, nó cũng là một cái yếu tố giao cản khiến cho nó không phù hợp với những nhà đầu tư lướt sóng, những nhà đầu tư đánh nhanh, đúng không? Hoặc là những nhà đầu tư cần có một cái sự tăng bằng lần ngay cơ. Đúng ạ, còn về tăng dài hạn thì nhóm cổ phiếu ngân hàng thì hoàn toàn phù hợp. À tiếp theo thì tôi cũng đã trao đổi rất nhiều các cái cổ phiếu ngân hàng rồi chứ không phải là là bây giờ mới đưa ra trao đổi anh chị nhé. Đấy ví dụ như anh chị có thể search về cổ phiếu VIP. Trong huy có cơ. Đúng ạ, thì anh chị cứ gần search là VIP trong nguy có cơ trên YouTube thì nó sẽ ra. Đúng ạ, từ ngày mùng 2 tháng 1 2023 thì thực sự tế này tôi cũng chia sẻ luôn cổ phiếu này có trong danh mục gọi là báo cáo chiến lược 2023 chúng tôi giải ngân từ hôm 27 cơ. 27 tháng 12 2022 cơ. Thì có rồi. Đúng không? Thì đến cái ngày mùng 2 tháng 6 2023 này đâu đó nó cũng tăng được khoảng 34 35% gì đấy. Đó thì đây là chia sẻ của anh chị này chúng tôi có rồi. Đấy và lợi nhuận như thế chứ ở đây không phải là úp mở gì để mà lùa gà để mà hô hào anh chị vào để mà bán chốt lời hay gì cả. Thì đây là liên quan đến chia sẻ đến tầm nhìn Uh, uh, vài năm và đây là chúng tôi cũng trao đổi lại là những cái nội dung chúng tôi đã đưa rất công khai minh bạch lên trước để các anh chị uh, biết được cái lịch sử mà chúng tôi chia sẻ chứ không phải là đến lúc gọi là dòng tiền vào rất mạnh, lúc tiền vào rất mạnh, lúc tăng thì lúc ý mới nhảy vào để gọi là à, là là đú chen để gọi là 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 vuốt đuôi không có chuyện đó, đúng không? Hay là cổ phiếu tiên phong banh đấy ngày 21 tháng 2 năm 2023 thì chúng tôi cũng đã đã đánh giá bởi vì rất nhiều anh chị giai đoạn đó lo ngại đó là cái ngân hàng tiên phong banh này sở hữu nhiều trái phiếu doanh nghiệp tức là tỷ trọng nhiều nhất có, có rủi ro gì không để nó liên quan đến việc trái phiếu của cái hệ sinh thái bamboo vân vân chẳng hạn, đó thì có rủi ro gì không ở đây thì chúng tôi cũng đánh giá phân tích rủi ro là có nhưng mà cái tiềm năng cái giá trị của nó là cao, tốt, hấp dẫn thì cũng thật là may mắn thì đâu đó nó cũng tăng khoảng độ hai mấy ba mươi phần trăm thì trong vòng 4 tháng qua nhưng mà chia sẻ của anh chị này chúng tôi cũng có vào cái tiên phong banh một ít chứ không nhiều đâu à, từ trước đó rồi, từ trước đó rồi đúng không? rồi tiếp theo là về cái cổ phiếu ngân hàng thì chúng tôi cũng phân tích nhận định rất là kỹ khi có kết quả kinh doanh năm 2022, à, lúc đó thì rất nhiều người lo sợ ngành ngân hàng sụp đổ bởi vì nợ xấu nhiều, rồi là bất động sản chết, rồi là trái phiếu đủ thứ. thì ở đây thì chúng tôi cũng đã giải thích rất kỹ cho nhà đầu tư Live stream trực tiếp vào ngày 10 tháng 2 2023. đến quý anh chị thì các cái thông tin đó thì vẫn có giá trị ít nhất đến hết 2013 thì anh chị có thể tham khảo trên kênh chứng khoán TV. tiếp theo vậy thì bây giờ cùng vào năm cái cổ phiếu uh, ngân hàng mà uh, đáng chú ý trong dài hạn thì chúng tôi cho rằng đầu tiên là cổ phiếu Techcombank thì khó khăn là tạm thời nhưng mà định giá nó hấp dẫn thì với Techcombank thì chúng tôi cho rằng là đây là đang là giai đoạn mua một cái doanh nghiệp đầu ngành với giá nhỏ hơn vốn chủ sở hữu thực sự là PB giai đoạn trước đó thì thấp lắm đúng không ạ giá biến động 52 tuần là 19.300 đến 40.200 đồng thì số lượng cổ phiếu lưu hành là 3 tỷ 517 triệu giá thị trường ngày mùng 2 tháng 6 năm 2023 nó đã tăng rất mạnh được lên 32,2 32,2 nghìn đồng trên cổ phiếu vốn hóa 113.255 tỷ đồng vốn chủ sở hữu thì ước hết 2023 là 131.500 tỷ đồng thì EPS là 5.446 đồng dự báo cho 2023 ROE bình quân 5 năm là khoảng 22% và 2023 nó sẽ thấp hơn đâu đó chắc chỉ khoảng độ 20 21 thôi à, PAF forward cho 2023 5.56 lần PB bằng 0.86 lần thì như vậy là với cái định giá này thì chúng tôi cũng cho rằng là cổ phiếu này xứng đáng hấp dẫn cho cái việc là tầm nhìn dài À, 2023 2025 thì chia sẻ của anh chị là tuy có những khó khăn nhất định nhưng mà Techcombank vẫn được đánh giá là ngân hàng hàng đầu bây giờ vẫn là được đánh giá là số 1 đấy trong cái các cái ngân hàng thương mại cổ phần ngoại trừ top 4 ra vẫn được đánh giá là số 1 và họ vẫn đang đi cũng khá bền vững Tuy nhiên thì có điểm yếu của nó họ phải chia sẻ của anh chị đó là cái công tác gọi là quan hệ nhà đầu tư của họ trước đây tỏ ra rất tốt quý nào cũng có uh, có nhưng mà thực sự là nó chưa chạm đến tái trái tim nhà đầu tư và nó chưa giải đáp những cái mà nhà đầu tư cần những cái mà nhà đầu tư mong mỏi đúng không ạ thế do đó rằng là cái công tác IA tuy nó làm giai đoạn đầu rất tốt nhưng mà hiện nay thì được đánh giá là tương đối kém họ không truyền thông được những cái gọi là giá trị của techcombank đến nhà đầu tư khiến cho nhà đầu tư chán nản ức chế hoang mang rồi là uh, bán tháo vân vân đúng không ạ thì tôi cũng không hiểu là họ cũng cố ý hay là vô tình hay vân vân đấy ạ tuy nhiên là khi bán tháo như vậy thì có pb dưới một thấp với một doanh nghiệp ngân hàng đầu ngành rồi trên hai mươi mấy phần trăm vốn cả trăm ngàn tỷ một năm làm ra mấy chục ngàn tỷ hàng tỷ đô ấy. đúng không ạ nó thực sự là cũng là 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 hiếm có thì do đó là đầu tư lâu dài tốt thì vì sao 2023, 2025 thì còn tốt thì bởi vì thêm một điều nữa là năm qua thì chứng khoán Techcombank bị ảnh hưởng về trái phiếu rất nhiều. Tuy nhiên thì cuối 2022, đầu 2023 này, 2023 này thì chứng khoán Techcombank sẽ tăng vốn rất lớn. Thì khi họ tăng vốn lên thì có đủ tiềm lực thì trái phiếu thì dự báo thì cũng 2024 trở lại. Thì khi đó chứng khoán Techcombank đứng đầu về mảng trái phiếu. Thì hiện nay họ tham gia mạng cổ phiếu cũng rất mạnh, cho vay lớn rồi là margin nhiều. Thì do đó rằng là chứng khoán Techcombank cũng sẽ phát triển rất tốt. Có thể 2025 là liên qua đến biết đâu họ có thể bán một phần cổ phần đi đúng không thì định giá rất cao thậm chí này, giữa là giữa năm 2022 thì chứng khoán Techcombank đã có lúc được định giá lên đến, đến khoảng 4 tỷ đô của các nhà đầu tư bên ngoài được đã có lúc như thế rất khủng khiếp tức là nó bằng vốn hóa của cả ngân hàng này uh, vào cái giai đoạn khó khăn đó anh chị nhé thì khi mà trở lại thì nó sẽ tốt hơn đó, đó tuy nhiên thì rủi ro thì đối với các ngân hàng thì uh, nó có rủi ro về vĩ mô rồi có rủi ro ở Việt Nam cũng vừa đặc thù rủi ro là liên quan đến vi phạm pháp luật, bắt giữ rồi vân vân, thì cái đó là những cái rất là phức tạp. Ngoài ra thì có thêm những cái rủi ro chung nữa đó là rủi ro thiên nga đen ở trên thế giới, chiến tranh, dịch bệnh, HBC. thì những cái đó thì chúng ta cũng không thể uh, dự báo được trước, đúng không? Thế do đó là anh chị uh, có đầu tư thì anh chị nên phân bổ ra là nhiều ngân hàng và anh chị cũng nên phân bổ uh, theo cái quản trị tài chính cá nhân vào chứng khoán một phần thôi còn vào bất động sản vào vàng vào các kênh khác nữa đúng không ạ phải cẩn thận tiếp theo là cái cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu ACB thì đây là một cổ phiếu dạng trái phiếu có lợi tức tăng theo thời gian thực sự trao đổi với anh chị thì chúng tôi rất ấn tượng với cổ phiếu ACB này thì đây là cái ngân hàng duy nhất từ lúc niêm yết thì đâu đó 14 15 năm rồi thì họ chưa từng phát hành cổ phiếu huy động vốn của cổ đông chưa từng gọi là lấy tiền cổ đông để tăng vốn mà họ vẫn hoạt động đua luôn, luôn đứng đầu, đứng top đầu. Phải nói là ấn tượng, thậm chí là trả cổ tức tiền mặt rất cao. Sau khi bầu kiên bị bắt 2012 thì đến 2012, 13, 15 thì nó vẫn trả cổ tức tiền mặt cả. Thì sau này mấy năm vừa rồi thì nó không trả cổ tức tiền mặt để giữ lại vốn, để tăng cái hệ số an toàn vốn lên. Thì đến 2023 vừa rồi thì vừa chốt xong, vừa chốt quyền cổ tức xong 1.000 đồng tiền mặt và 15% cổ phiếu. Và từ bây giờ đổi đi thì ACB dự báo là sẽ có duy trì cái cổ tức tiền mặt và cổ phiếu thường xuyên đều đặn qua các năm và có sự tăng trưởng 15% một năm. Thì à, cái ngân hàng này giá biến động 52 tuần nó là khoảng 14.600 đến 22.100. Số lượng cổ phiếu lưu hành là 3 tỷ 884 triệu cổ phiếu. Thì à, giá thị trường hiện nay là 20 21.800 đồng. Đúng không ạ? Số lượng cổ phiếu tôi hơi nhầm một chút ạ. Theo nó nó lúc này nó khoảng độ uh, gần 4 tỷ đấy, đúng không? Gần 4 tỷ. Còn vốn hóa thị trường hiện nay là 83.119 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu ước 2023 là khoảng 70.900 tỷ đồng. Uh, EPS 2023 là 4.050 đồng. Thì như vậy là có một cái điều mà rất khủng khiếp của ACB đó là ROE trung bình nó 26% năm. Tức là quý vị lưu ý như này, ví dụ như là vốn cuối năm 2022 nó khoảng độ 57 58 59 tỷ. À, uh, nghìn tỷ thì nó làm ra khoảng 26% lợi nhuận tức là nó làm ra khoảng độ 16.000 tỷ tức là ROE phải 28% 16.000 tỷ sau thuế 2023 này rất cao tức là đó 1.000 tỷ làm ra 280 tỷ một năm sau thuế đấy từ trừ hết thuế trừ tất cả đi rồi phải nói là rất hiếm có ấn tượng và cái ROE này nó cao thứ hai hệ thống chỉ sau VIB nhưng mà ACB lại chắc hơn VIB nợ xấu thấp hơn mọi thứ chắc hơn đúng không ạ thì PE cho 2023 nó chỉ 5,2 lần với một cổ phiếu đầu ngành hiệu quả cao tăng trưởng mạnh PB thì 1,18 lần cổ tức tiền mặt 4% thì chúng tôi cho rằng cái hiệu quả à, kinh doanh của ACB là cao và bền vững cổ tức lại tăng trưởng đều thì đây là một cổ phiếu thì phải nói là à, nếu ai ngại rủi ro thì nó chính là cổ phiếu chân ái đáng để yêu thương đúng không còn về tích sản thì nó cũng rất hợp rất hợp lý còn rủi ro của ACB là gì? ACB thứ nhất là nó không muốn tăng trưởng nhanh. Nó cứ tăng trưởng chắc đấy, thà không tăng trưởng tín dụng thì thôi, chứ không tăng bằng mọi giá. Thế thành ra là nó có thể là chậm chân trong một số cả. Tuy nhiên thì nó luôn luôn là thằng đi thứ hai, thứ ba tốt nhất, chứ nó không phải đi đầu nhưng đi thứ hai, thứ ba tốt nhất. Đúng không ạ? Rủi ro tiếp theo đối với ACB đó là cái, cái à, nói chung là về cơ bản là ACB là một cái thằng gọi là nó khá thận trọng đúng không ạ? Thế thành ra trong tương lai nếu có những cái gì đó mới lạ thì có thể là ACB bị miss. Đúng không ạ? Tuy nhiên thì nếu xét về bình diện chung thì tất nhiên là những cái đó thì ACB vẫn còn mạnh hơn những ngân hàng khác rất nhiều. Đúng không? Nó chỉ gọi là uh, chậm hơn so với những ngân hàng dẫn đầu thôi. Dẫn đầu thôi. Thì chúng tôi đánh giá rất cao cái cũng đánh giá rất cao cái ngân hàng này. Tiếp theo là cái ngân hàng VIP thì đây là một ngân hàng nhỏ nhưng có võ rất xuất sắc. Như chúng tôi cũng đã làm nhiều nội dung về nó rồi thì giá biến động 52 tuần nó từ 15.200 đồng đến 25.400 đồng số lượng cổ phiếu lưu hành là 2,108 tỷ cổ phiếu giá thị trường là 23,05 ngàn đồng trên cổ phiếu vốn hóa thị trường là 48.582 tỷ đồng thì vốn chủ sở hữu là 40.000 tỷ EPS là 4.700 ROE trung bình thì 28% nhưng thực tế ROE nó là 35% lên chị ạ 35% đấy tức là 1.000 tỷ làm ra 350 tỷ 10.000 tỷ làm ra 3.500 tỷ lợi nhuận sau thuế phải nói là mức cao khủng khiếp Nó nằm top gọi là 0,01% giỏi nhất Việt Nam đấy Cho dù quy mô vốn to như vậy Đúng không ạ? À, hàng vài chục ngàn tỷ nhưng mà có thể làm ra lợi nhuận rất cao Đúng không ạ? À, còn về cái PE cho năm 2023 thì khoảng 4.9 lần với giá này PB là 1.21 lần Cổ tức tiền mặt thì 7% Nó trả nghìn rưỡi Nghìn rưỡi Đúng không ạ? Rất cao Thì chúng tôi đánh giá là VIP là cái ngân hàng tấn công rất mạnh Đúng không ạ? Cổ tức cao Và định giá cũng tương đối rẻ còn rủi ro đối với VIP thì cũng có đấy, có nhiều hơn ACB đấy. ACB thì rất ít rủi ro nhưng VIP thì nhiều hơn. Đó là rủi ro liên quan đến tỷ lệ nợ xấu của VIP luôn khá cao trong 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 ngành, khá cao nhé. Và dự phòng nợ xấu khá thấp. Thì trong quá khứ thì về cơ bản thì VIP họ giải quyết cái vấn đề đó rất tốt bằng cách là là họ 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 tập trung vào thẩm định tài sản. Thế thành ra cái khả năng thu hồi nợ xấu họ tốt Tuy nhiên trong tương lai thì cũng không không dám chắc điều gì đúng không? Đó nhưng mà tổng kết chung đại thì đây là một ngân hàng cổ tức cao định giá rẻ Tiếp theo là về MB Thì chúng tôi đánh giá đây là một ngân hàng gọi là uh, Đang có ý đồ vươn lên số 1 trong các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân uh, Ngoài Big Four Thì thực tế MB đang đứng số 1 về tổng tài sản tín dụng với hơn 700 000 tỷ đồng tổng tài sản cao hơn VP, cao hơn Tech, cao hơn ACB và cao hơn Sacombank. Thì giá biến động 52 tuần là từ 13.200 đến 24 000 Số lượng cổ phiếu lưu hành là 4,534 tỷ đô, tỷ cổ phiếu. Giá thị trường 19.700 đồng, vốn hóa là 89.320 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu hết 2023 có thể đạt 96.000 tỷ đồng. EPS 2023 là 4.850 đồng. ROE trung bình 5 năm là 25%. Thì đây là cái ngân hàng có sinh lời trên vốn chủ sở hữu đứng thứ 3 Việt Nam và gần và nhỉnh hơn so với Vietcombank một chút xíu. Đúng không? Sau ACB, VIB. À, thì PE 2023 thì chỉ có 4,2 lần, phải nó thấp. PB 0,94 lần, cổ tức tiền mặt 2,5%. Thì đây là một ngân hàng thì nó tấn công rất mạnh, nó nhận cái ngân hàng không đồng. À, để nó có được tăng trưởng tín dụng rất cao và vươn lên số 1 như chúng ta thấy. À, nó tranh chấp vị trí số 1 với Techcombank và VPBank. Với VPBank nữa. À, đó. Ở đó thì ngân hàng này khi mà nó nhận như thế thì nó thì thì nó cũng có những cái rủi ro nhất định tuy nhiên thì rủi ro nó chưa đến mức báo động và quá lớn đúng không ạ đó về cái rủi ro của ngân hàng này tiếp theo đó liên quan đến cái vấn đề gọi là nhiều nhà đầu tư thắc mắc về trái phiếu đấy thì nó cho vay bán buôn tập trung khá nhiều doanh nghiệp bất động sản đúng không trái phiếu Novaland vân vân nhưng mà cái rủi ro nó cũng không phải quá lớn cái rủi ro tiếp theo của vị MB đó là tỷ lệ nợ xấu của MB tương đối cao chứ nó không thấp được cũng tương đối cao trong những ngân hàng hàng đầu đấy, thì do đó rằng là 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 nó có thể tiềm ẩn, đúng không? tiềm ẩn một phần mất vốn, nhưng mà nó cũng không phải quá lớn. thì cái rủi ro tiếp theo mà chúng tôi cho rằng là lớn nhất đó là ngân hàng MB dù sao vẫn là một ngân hàng nhà nước, thì họ trích quỹ phúc lợi khen thưởng và quỹ um, từ thiện, cái này thì đứng trên góc độ xã hội chung phát triển bền vững thì nó rất tốt, nhưng mà đứng trên góc độ cổ đông thì nó có phần hơi thiệt thòi bởi vì cái tổng trích lập nó đây đến hơn chục phần trăm thế thành ra lợi nhuận thực của MB chúng ta phải trừ khấu trừ đi đâu đó khoảng chục phần trăm thì khi tính đúng không ạ thì ROE nó lại giảm bớt PE nó lại tăng thêm không phải bốn lần nữa mà nó là bốn phẩy khi tính cái lợi nhuận thực anh chị lưu ý như thế nhé đó còn uh, MB thì chúng tôi cho rằng thời gian vừa qua đã đi rất nhanh tuy nhiên đi nhanh thì nó cũng bộc lộ những cái khó khăn như đã nói nợ xấu đúng không ạ thì nó lấy công bù thủ tuy nhiên thì có định giá bây giờ nó hấp dẫn hấp dẫn phù hợp cho nhà đầu tư dài hạn thích sản tiếp theo à, là về à, các cái cổ phiếu khác đấy là bốn cổ phiếu thì trong top 5 thì thực sự cũng rất là khó lựa chọn thì tôi bốn cổ phiếu ở trên thì nó nhỉnh hơn cả thì tiếp theo thì chúng tôi đánh giá rất cao cổ phiếu Sacombank cổ phiếu MSB hay là cổ phiếu tiếp theo cổ phiếu Tiên Phong Bank thì Tiên Phong Bank có cái điều là định giá nó đã cao hơn những cổ phiếu này khá nhiều thế thành ra là không có tiền đây nhưng mà thực tế là nó tốt cho hai con ba hai con này nào đúng không ạ hay sacombank thì là cổ phiếu có câu chuyện chứ chúng tôi không đánh giá là về cơ bản nó hàng đầu đâu nó thì cũng ở mức trung bình thôi vì nó nhưng mà nó có câu chuyện nó xử lý xong nợ xấu thì lợi nhuận nó có thể tăng trưởng trở lại rất nhanh rất mạnh đúng không rất nhanh rất mạnh và nó còn quy mô nó cũng khá to thì do đó nó cần tăng thêm vốn và nó có cơ hội phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài thì do đó là có thể nâng cao giá trị công ty hơn thì tiếp theo cổ phiếu msb thì nó hơi nhỏ nợ xấu hơi cao thì cái ngân hàng này điểm yếu của nó là liên quan nợ xấu hơi cao, rồi cho vay bán buôn nhiều khả năng mất vốn là có thể, đúng không? đó thì quản trị rủi ro nó chưa được tốt lắm. tuy nhiên nó có điểm mạnh đó là CASA nó khá cao, nó chỉ cao đứng thứ gọi là uh, thứ tư Việt Nam thôi, thứ tư trong hai mấy ngân hàng, đúng không? rồi tiếp theo là uh, cái câu chuyện là định giá nó rẻ, đúng không? với B đâu đó nó chỉ khoảng độ chưa đến triệu 0,9 lần, chưa đến 0,9 lần, đúng không? và nó cũng đang phục hồi trở lại rất tốt. Đấy, tuy nhiên thì trong năm ngân hàng thì chúng ta bốn ngân hàng trên này chúng ta lựa chọn nó dễ đúng không tiếp theo là ngân hàng Sacombank cũng được MSB cũng ổn và Tiên Phong Bank này cũng rất tốt đấy có điều định giá Tiên Phong Bank hơi cao một xíu thôi còn mọi mặt thì nó lại tốt hơn MSB đó thì thì đấy là chia sẻ của tôi thêm về năm cái cổ phiếu ngân hàng tiếp theo thì nhiều anh chị cũng hỏi là uh, làm sao là muốn tham gia để tích sản cổ phiếu để có thể có những cái nội dung phân tích vân vân trước đó để có thể vào trước và sớm à, tích lũy cổ phiếu thì nếu anh chị tham gia tích sản cổ phiếu thì QR code để anh chị quét đây hoặc là anh chị mà tham gia đầu tư giá trị năng động thì anh quét chị quét QR code để xem cái nội dung cụ thể trong đấy thì ở trong đây thì chúng tôi đưa ra à, liên tục tức là đưa ra rất nhiều các cái cổ phiếu giá trị định giá thấp để các anh chị tham khảo tham khảo cho cái quyết định của mình đó thì ở đấy lại giải đáp của anh chị thường xuyên hàng ngày thì với cái đầu tư giá trị năng động này thì ngày trước thì AZFIN thu khoảng 24 đến 36 triệu thậm chí 48 triệu một năm nhưng hiện nay thì đối với anh chị là khách hàng của AZFIN thì AZFIN sẽ miễn phí cái 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 chi phí vào cái đầu tư giá trị năng động này tuy nhiên vẫn phải tuân thủ theo những cái quy định nhất định của đầu tư giá trị năng động anh chị nhé đó thì đấy là những cái trao đổi với anh chị và ở trên đây là miễn trừ trách nhiệm chủ chúng tôi thì chúng tôi cung cấp à, những cái thông tin những cái mà chúng tôi thu thập được mang tính chính xác cao ô, cao ở cái nguồn thông tin đó còn tuy nhiên thì có những cái bất ngờ nó xảy ra thì chúng tôi cũng không thể chịu trách nhiệm được rồi cái việc mua bán là mỗi mua bán là cái quyết định của anh chị nhà đầu tư đúng không thành quả thua lỗ vân vân là anh chị là những người gọi là à, thụ hưởng đúng không thì anh ra phim thì chia sẻ cung cấp thêm để nhà đầu tư trên thị trường có thêm những cái thông tin hữu ích thôi chứ cũng không nhằm mục đích gọi là đôi kéo hay gì cả bởi vì nếu anh chị mà theo dõi Azfin lâu thì anh chị cũng đã biết là Azfin thường là uh, khuyến nghị là mua vào những lúc điều chỉnh đã tốt chứ không phải là mua đuổi và những cổ phiếu mua thường cổ phiếu thanh khoản cao để làm sao chúng ta tránh bị kẹp đúng không ạ thì những cổ phiếu thì chúng tôi cũng không thể làm giá cũng không thể có ý đồ khác được đúng không giao dịch hai ba mươi bốn mươi triệu cổ phiếu để làm sao chúng tôi có thể có ý đồ khác được đúng không ạ thì trên đây là những cái nội dung cung cấp để anh chị chúc anh chị có những nội dung kiến thức hữu ích, và anh chị quan tâm đến những cổ phiếu nào hay là làm những chủ đề nào thì anh chị có thể comment phía dưới để ZFIN e có thể hỗ trợ anh chị và cuối cùng thì anh chị hãy like và subscribe kênh hoặc là chia sẻ cho những người mà có cùng tư duy đầu tư với anh chị quan tâm đến những cái phân tích đánh giá của ZFIN e chúc anh chị thành công.